Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường cho Phú B xảy ra 37 ca sốt xuất huyết, giảm 58 ca so với cùng kỳ, nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả. Quỹ ban nhân dân phường cho Phú B kết hợp trạm y tế, các khóm thường xuyên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Thực hiện vệ sinh môi trường diệt lăng quăng sẽ nâng cao được nhận thức cho người dân về cách phòng bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, các nhóm đã chẳng tra tại hộ gia đình, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, lật ấp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, kiểm tra các vật dụng chứa nước trong và ngoài nhà, phát hiện và xử lý các dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Qua đó, các nhóm còn lòng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân các kiến thức cơ bản về bệnh sốt xuất huyết như biện pháp phòng chống, dấu hiệu nhận biết để người dân chủ động phòng chống tại gia đình và cộng đồng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường.